Hôm nay Huy đi cắt tóc mà anh cắt tóc nói anh đang bận, chờ anh 20 phút. Cho nên Huy tranh thủ 20 phút vào một cái nhà hàng gần nhà, quay cho mọi người coi những món ăn ở đây nha. Hôm nay mình kêu thử cái món nào á. Có những cái món thấy ngon lắm. Mà nếu ăn thì ăn một mình á, thì kêu một giá nó đắt. Ý là giá đắt chơi một món luôn, nhưng mà quay hình nó Huy muốn kêu nhiều, Huy kêu hai ba món rẻ gộp lại thành một món mắc cũng được. Cho nên là cuối cùng Huy sẽ chọn những cái món gì đây. Mọi người chờ nào, chờ xem nào. Menu nha. Và cuối cùng là món Huy đã chọn chính là món món nào đây, vẫn chưa được nữa, trời ơi là trời, khó chọn quá. Sát nha, Huy có một cái tiệm nhà hàng mà Huy thấy rất là nhiều người ăn luôn, mà cái gì người ta nói là gần nhà quá thì mình ít vào, mặc dù Huy thấy và cũng thấy đồ ăn ngon và nhưng mà nó gần nhà mình quá, mình hiếm khi tới. Cho nên là hôm nay Huy làm một cái clip là tranh thủ trong cái lúc 20 phút Huy vào lần đầu tiên thử cái nhà hàng mà Huy thấy nhiều người khách ăn lắm mọi người. Mà có nè, có con tôm hùm nè. Đó, con tôm hùm ngon quá trời luôn, 2.900, 3.800 là có mì, giống cái chỗ cái chị đó, chị tặng Huy con tôm hùm 2.500 á. Đó, 2.500 bạc mà chế biến giống như ở đây thì bán 2.900 với là 3.800 là tùy nha mọi người, nhưng mà 2.500 là chị đã bán rẻ cho Huy, chứ người khác tới là bán mắc mọi người, người ta gọi điện cho Huy mới được giảm giá. Cái Huy tính kêu cái phần bò này nè, tại vì Huy đang thèm bò kho nhưng mà nó là 590, nhưng mà Huy đang thèm bò kho quá, nhưng mà Huy thấy cái này nó hơi đắt cho nên là Huy muốn kêu nhiều để quay hình đẹp. Huy thấy cái này 450 cũng rất là ngon, thịt vịt với là gà đỏ với là thái chi là cái trái vải mà người ta làm như thế này. Nhưng mà cuối cùng Huy lại chọn cái món em nhớ rất là nhiều, mà có tầm luôn này mọi người. Giá ở nhà hàng 138 là rất là ok, nhà hàng đẹp lắm mọi người. Có tôm hùm quá rồi nè. Mà cuối cùng Huy chọn một cái món rẻ ở trong nhà hàng là cái món có được một miếng cá rồi có tầm luôn. Là được ăn hai món cho nên là 230 này mọi người. Nhưng mà nhà hàng thì mình nhớ tính thuế 17% được nha mọi người. Xong rồi Huy kêu thêm một phần curry là fresh chili chicken green curry và cà ri xanh mà ớt tươi cay với là gà. Đó, một phần này là 209. Xong rồi Huy kêu thêm thấy cái này cũng ngon quá, recommend này. 6.9 là có cà ri luộc rau mà cái cũng đẹp. Xong rồi Huy kêu một phần, ở đây có chuối chiên, một chuối chiên mà người ta làm với lại panda custard, là panda là lá dứa mà cái kem lá dứa thấy ngon quá ho, mà có 80 nè, ở trong nhà hàng bán 80, nhưng mà Huy kêu phần sô sò này. Huy còn kêu sô sò cho họ bên đây cho ít ăn cái đồ mà người ta thường ăn, cho nên hôm nay Huy làm một cái clip này tranh thủ 20 phút tới một cái nhà hàng khác nha nha mọi người, hãy chờ đón những món ăn của Huy nha. Là một phần trà đá peppermint của Huy đây, 70 bạc trong nhà hàng là cỡ 50.000 mà thêm thuế phí nha mọi người, để lát nữa Huy cho mọi người có view. Đây là không gian ở bên ngoài của nhà hàng này mọi người đó, anh có những cái đồ ở bên trong nữa, ở bên trong và trên lầu nữa nha. Wow. Mọi người Huy ngồi cái bàn này, anh đặt nó chưa? Bạn chọn cái bàn này hả? Được, bạn muốn thì bạn ngồi. Nhưng mà cái bàn này chưa có bao giờ, 5 năm nay chưa có ai ngồi nữa. Chưa có ai ngồi ăn cái bàn này. Bạn ăn cuối cuối này mà Huy thích ngồi ở đây, thấy nó đẹp. Ngồi ăn chiêu chiêu mọi người. À, ăn. Tổng hóa đơn cho 3 món là và một phần nước là khoảng 630.000 Việt Nam. Huy mới ăn xong rồi.
mọi người thấy ở chỗ 7-Eleven á, cái áo màu xanh á, thằng nhỏ đó, nó nằm dưới đất không? Thấy tội nghiệp quá ha. Huy thì Huy quay xa xa cho mọi người biết thôi chứ không có dám quay gần người ta, tại vì người ta đang ở trong một cái trạng thái không có được tốt á. Nhưng mà Huy cũng chia sẻ quay sơ sơ là để mọi người biết là có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và tội nghiệp. Cái bé đó là hình như bé bị gì vậy, đi lang thang tội nghiệp đó mọi người. Bây giờ Huy sẽ vào cắt tóc. 20 phút đã xong. Đây, Huy vừa cắt tóc xong này mọi người, đó thấy không? Cái anh cắt tóc hồi bữa Huy có review cái xe này nhớ mọi người. Cái xe này hồi bữa anh thuê cái chỗ mà chọt vô cái chỗ đầu để ở dưới kia kìa. Mấy bữa là 600 bạc một ngày. Chỗ cái chợ đêm mới mở. Xong cái giờ anh nói lên có 1.000 bạc một ngày. Cho nên là anh không có làm cái xe đó đậu chỗ chờ nữa, tại vì nếu muốn đậu á cái xe là vẫn phải đóng tiền nha mọi người. 1.000 bạc là cỡ 700.000 một ngày, cho nên là anh nói không có nổi nữa, cho nên là thôi. Nói chung làm ăn cũng có lúc hên xui mọi người, giống như là giống như ngay cả YouTube của Huy làm chơi, nhưng mà cũng có hên xui. Và khi được hên Huy cũng rất là vui vẻ, để cái gì hên thì mình san sẻ với những cái người chung cho mình thì rất là vui luôn. Còn khi mà xui á, thì Huy cũng cố gắng làm để tích cực. Còn những cái clip mà buồn khóc nói không được á, các người comment nói ủa nó không được mắc mớ gì nói, ủa nó không được thì mới làm clip là nó không được. Chứ giờ nói được là cái tên clip đâu phải là nói được rồi, đúng không mọi người? Nói chung là làm cái gì cũng có những cái buồn và cái vui của nó. Và hôm nay là một ngày chủ nhật mọi người thấy không, đường phố ở Thái Lan rất là vắng vẻ. Và Huy cũng đã làm một cái clip về đường phố của Thái Lan rồi, vì sao ngày chủ nhật á mọi người có thể kiếm lại. Và Huy cũng muốn nói thêm là giống như cái ai làm ăn là hên xui, có gì mà anh cắt tóc đó đẹp mọi người có thể nè, mọi người thấy không, mọi người có thể tới ủng hộ cho cái anh đó. Làm ăn lúc nào cũng hên xui, và quan trọng là có những cái người luôn ủng hộ mình thầm lặng hoặc là không thầm lặng, là Huy rất là cảm ơn. Và Huy cũng giống như là những cái chậu hoa Tết bán không được là cũng hên xui. Và những cái người mà người ta cũng không có muốn, khi mà bán không được người ta cũng đổ hết hoa, người ta cũng không có muốn cho, tại vì đó là công sức của người ta. Giống như là ví dụ Huy nha, ví dụ Huy nhận làm một cái gì đó là ví dụ mà người ta vui á, vui là vì cái việc làm của mình mang lại cho người ta cái sự thích thú á, thì Huy có thể nhận thêm một cái gì đó từ người ta mà mới vui. Còn nếu mà người ta mình làm việc mà người ta thấy thương hại mình á, hoặc là gì đó là người ta cho thêm, thì mình cũng không có vui vẻ để mình nhận cái đa phần đó. Có nghĩa là cái đôi khi á Huy nghĩ là trong cuộc sống có những cái nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là thú vị để chia sẻ mọi người. Cho nên là hôm nay chỉ là một cái clip không có gì hết, một cái clip Huy đi cắt tóc rồi chờ anh 20 phút Huy vô nhà hàng quay cho mọi người thêm những cái nhà hàng ở Thái Lan. Ở đây thì có những cái khách sạn nè. Hello. Những du khách nước ngoài cười với Huy đó. Huy cũng vui vẻ, Huy vẫn cuộc sống của Huy là một mình, nhưng mà vẫn có những cái người bạn ở bên này, và Huy chưa có chia sẻ nhiều thôi, nhưng mà luôn có những cái người bạn và những người đi đường lạ như thế có thể làm cho mình một ngày vui vẻ luôn. Gọi là tiếng